Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây đang là hai chiếc Apple Watch của Apple. Thì bên phải mình là chiếc Apple Watch Series 4 nhá, bản 40mm, màn hình nhỏ rồi cho các bạn nữ. Và bên trái mình đây là chiếc Apple Watch Series 5. Hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn các bạn cách thay dây cho từng thiết bị và cũng như là cách để sử dụng những cái dây khác nhau như thế nào. Đó. Thì ngoài những cái dây mặc định đi kèm theo máy là dây da như thế này thì nó sẽ còn rất nhiều cái loại dây khác nữa. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn thay cho các bạn một cái loại dây da nhé. Đây, cái dây này thì đối với những bạn nam rất là được chuộng đó, còn đối với bạn nữ thì có những cái loại dây khác đó, dây thể thao này, dây nam châm đó, hay là những cái dây cước dây đấy, các bạn có thể sử dụng những cái dây như thế. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cái thay dây cho chiếc Apple Watch rất là đơn giản thôi. Bất kỳ chiếc Apple Watch nào đều có cách sử dụng và cách thay dây giống nhau, đó là ở về mặt sau nó sẽ có hai cái chấu này, nó sẽ có hai cái chốt này để làm một cái khóa nhá, như là để chốt chặt cái dây này lại. Đối với những trường hợp mà các bạn nào mà thay cái dây này thì các bạn rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bấm nhẹ tay vào cái nút chốt này đấy, sau đó kéo cái dây ra là được, kể cả kéo sang trái hay sang phải đều được nhá. Đây, bấm nhẹ cái dây này rồi đẩy ra đấy, đẩy sang bên trái bên phải đều được. Đó. Cơ cấu các hoạt động của cái dây Apple Watch ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là một cái miếng sắt đó, và trên này là một cái nút bấm nhá. Các bạn đẩy cái này xuống thì cái miếng sắt này nó sẽ nhô ra như thế này đấy, nhưng mà các bạn thả ra thì nó sẽ trồi lên như thế này đấy. Thì khi các bạn đưa nó vào trong cái rãnh này đấy, thì cái miếng sắt thì cái phần vỏ trên này nó sẽ tiếp xúc vào cái chốt này để cho cái miếng sắt nó trồi ra đằng sau, và cái miếng sắt này nó sẽ chốt chặt vào trong cái rãnh đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái rãnh này, nhìn thấy cái rãnh ở trong Apple Watch không đó, thì cái miếng sắt này này nó sẽ chốt vào trong cái rãnh này nhé. Đó là giữ cái dây này lại, không cho cái dây này xê dịch trong quá trình chúng ta sử dụng đó. Thì tương tự như thế, đối với trường hợp các bạn không bấm chốt nhé, các bạn không thể tháo cái dây ra được, nhưng khi các bạn bấm chốt này, các bạn chỉ cần đẩy rất nhẹ thôi là cái dây nó sẽ ra rồi đấy, các bạn có thể nhìn thấy như vậy. Ok, như vậy thì các bạn có thể làm tương tự như vậy đối với bất kỳ cái thiết bị Apple Watch nào, các bạn đều có thể đẩy rất là nhẹ nhàng, bấm chốt một phát rồi bật đẩy ra. Đó. Sau đó các bạn sẽ thay thế một cái dây khác vào. Về những cái dây này các bạn có thể thay ra rất là dễ nhá. Ở đây nó sẽ có thông thường ấy, những cái dây mà nó đính kèm cái móc khóa như thế này, nó có thể thay được ở đây bằng hai cái tô vít này, hai cái ốc này. Các bạn sẽ tháo hai cái ốc này ra, sau đó sẽ sử dụng cái chốt này lắp vào một cái dây da khác, hoặc là bất kỳ cái dây nào mà nó có khoét cái lỗ để cho phép các bạn cài chốt vào thì các bạn đều có thể lắp được vào Apple Watch thông qua cái chốt này. Đấy. Tương tự như thế các bạn cũng sẽ lắp cho mình. Về cái phần nhô lên này, cái phần nhô lên các bạn sẽ quay lên trên, và cái phần miếng sắt trắng này các bạn sẽ quay xuống dưới và đẩy nó vào trong cái khe này. Đấy. Khi nào nó kêu tạch một cái là được. Đó, tương tự như lắp cái dây cao su kia thôi, không khác gì cả. Đó, bên dưới này cũng vậy, các bạn cũng sẽ đẩy vào cho mình. Kể cả là các bạn đẩy từ trên này xuống hay đẩy từ dưới này lên đều giống nhau nhá, không khác gì cả. Đó, nó kêu tạch một cái là được. Đấy, như vậy các bạn đã thay thế xong cái dây da thay bằng cho cái dây cao su đối với Apple Watch. Đó, thì các bạn có thể mua bất kỳ dây này ở đâu trên các cửa hàng bán online hay bán tại mặt đường đều có. Đó, và có thể tùy biến và sử dụng những cái dây thay đổi để tạo những cái phong cách riêng cũng như là tạo cho mình cách khác nhau để đeo cái dây Apple Watch này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Trong playlist của mình thì mình đã có rất nhiều clip khác hướng dẫn về Apple Watch. Các bạn có thể vào trong playlist của mình để tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.